Chứ thật sự con không có muốn làm những cái gì cho mẹ buồn đâu. Con cũng biết là mẹ buồn con rất là nhiều. Con cũng muốn qua chương trình này, con cũng muốn gửi lời đến xin lỗi mẹ. Mong mẹ hiểu cho con và đừng có giận con. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Bích Trâm, em 25 tuổi. Và công việc hiện tại của em là một bà mẹ bỉm sữa. Bà mẹ bỉm sữa là một cái nhân vật phải nói là rất là vĩ đại. Dạ. Bỏ hết tất cả mọi thứ, chỉ là ở nhà lo tả và sữa cho con thôi. Thế còn anh? Dạ, em tên là Trung, em năm nay 30 tuổi. Em hiện tại đang là nhân viên kinh doanh đó chị. Hai chồng là lấy nhau là bao lâu rồi? Dạ, 3 năm 2 tháng rồi. Trời, nhớ kỹ dễ sợ luôn. Trời. Dạ. Mà bà mẹ bỉm sữa này là lần thứ nhất hay là lần thứ hai? Bà mẹ bỉm sữa này là lần thứ hai rồi anh. Wow, có nghĩa là hai bé luôn đúng không? Dạ đúng rồi, 3 năm 2 đứa. Có có quyết định là 4 năm 3 đứa không? Em cũng đang hướng tới cái mục tiêu đó. Trời ơi. Như vậy là chị thấy em với anh Bin nó có những cái gì đó rất là đồng cảm. Thì đây là ông bố bỉm sữa nè. Dạ. 3 năm 2 đứa mà anh cũng vậy luôn. Rồi, hai em là gặp nhau lần đầu tiên là như thế nào? Lần đầu tiên chúng em gặp nhau là ở trong cái công ty phân phối mà trước của anh này làm á. Thì mẹ em có một cái căng tin ở trong công ty đó. Và em làm qua công ty phụ mẹ. Và chúng em gặp nhau. Có nghĩa là lúc đó là đang rửa chén gặp ông này. Dạ. Có nghĩa là thời gian đó thì em có nhân viên ở làm ở khu vực đó. Tại vì em coi ở khu vực quận 10 nữa. Nên là có nhân viên ở khu vực đó. Thì nhân viên có nói ở đó thì có một cô rất là chẳng. Nên là yêu cầu em phải về đó cua cô đó. Nhưng mà cái lần đầu tiên em nhìn thấy cô này, em nhận xét gì về cô? Nói chung em chưa nhận xét gì, em tính cua thôi. Dạ, em biết không? Em thì thật sự em cũng không biết. Nhưng mà có lẽ là sau này thì biết ra thì hai cái mục đích đến với nhau là giống nhau. Tại vì em cũng... cũng ghét anh cha này. Trời ơi, em ghét kinh khủng luôn. Tại vì á, khu vực đó thì có nhân viên mà những cái nhân viên đó thì là mối quen của cái căng tin của mẹ em. Thì có hai anh đó thì cứ xuống căng tin uống nước mỗi ngày ăn uống căng tin là nói chung là tìm cái lợi nhuận cho gia đình rất là nhiều. Ông này về không biết làm được trò trống gì, vừa về lại đuổi hết hai người đó rồi. Giờ không biết là thấy ghét rồi đó. Thấy ghét rồi đó. Là xong rồi hai người đó mới xuống nói với em cái thằng cha này về là thấy đuổi là thấy ghét rồi, bé Trâm em trả thù cho anh đi. Trời ơi. Ok, em cua trả thù liền chứ. Trời ơi, thấy ghét quá mà. Dạ. Thì đâu trời ơi, thì ra tình yêu của họ xuất phát từ cái việc gọi là trả thù. Dạ. Rồi đến bao lâu thì yêu? Khi mà bắt đầu mà nhắn tin qua lại với nhau thì rủ đi uống cà phê, đi ăn uống đồ. Em dẫn theo một đám bạn của khoảng 7-8 đứa gì đó. Dạ. Ăn mà cho tốn tiền mà. Ăn ngập ghét. Mặt luôn đó. Đó cái dạng vậy đó, ăn cho mình ngập mặt luôn, cho ghét mà, cho bỏ ghét. Ăn bỏ ghét đó chị. Đó, thì cũng khoảng thời gian đó thì em cũng làm mai nhiều người bạn em cho ổng lắm. Dạ. Nhưng mà ổng thì không thích. Sau đó khoảng một tháng thì ảnh mới nói là ảnh thích em đó, rồi thôi mình quen nhau đi. Sau đó một tháng nữa thì tụi em bắt đầu chính thức yêu nhau. Rồi sau đó bao lâu thì cưới? Khoảng 4 tháng đó là cưới. Phải không? Lâu quá. Lâu quá. Lâu. Lâu. Thật sự đơn giản thôi. Tại vì cả hai bên cùng yêu nhau là phải cưới không? Bởi vì yêu là cưới. Chứ mà trong cái quá trình mà từ mà cái bốn tháng để cưới nó cũng có gặp, thật sự là em không có công khai. Nên là trong gia đình hay là trong bạn bè hay trong đồng nghiệp tất cả đều không biết. Thì tới ngày hỏi cưới á thì gia đình của bên em thì không tin là sẽ đi cưới vợ. Thì mới yêu đúng quá bởi vì mà không... Dạ không, đúng không. Rồi anh, cái tình trường của ông này trời ơi dày đặc lắm. Trời ơi tôi biết mà, cái dài có dính tiền vô luôn. 5 tháng là cưới liền. Rồi á là 5 tháng đó là có vượt rào trước không hay là chừa tới đêm tân hôn luôn? Không có vượt rào gì. Hay vậy? Khó. Tình trường dữ không có, vậy khó đó. Khó nên là trời đâu qua được em chị. Khóa rào lại khóa. Dạ. Em rất là sợ tại vì cái tình trạng của ổng là như đều như đó. Vậy em sợ em là cái nạn nhân tiếp theo cho đó. Nên là em tính cổng cao tường với ổng. Trời ơi, rồi cái đêm tân hôn vui không? Đêm tân hôn rất là buồn, buồn cười. Sao vậy? Tại vì ở quê á chị, là cái phòng thì nó san sát với nhau. Mà cái phòng của vợ chồng em á là mở cửa ra là ngay cái phòng khách. Đó cho nên mà lúc đó đám cưới thì đông mà cái giường á đoàn gỗ á cò kẹt đúng rồi, làm gì cũng phải hết sức là dịu dàng êm thấm. Rồi vợ chồng cảm thấy là không có thoải mái, cứ mạnh chút là
anh ơi, cái giường nó vậy 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 đó. Thì thôi lát nữa cái thấy mình như vượt bội quá, bức bách quá, bung lụa luôn. Dạ. Là có nghĩa là cả nó kêu tự nhiên đó. Mặc cho tự nhiên nó cứ sao không xuống dưới đất. Dưới quê mà đúng không? Dạ dạ. Tụi em cưới nhau được bao lâu rồi? Ba năm hai tháng. Dạ, dạ đúng rồi. Vậy thì ở với nhau thì có thấy cái gì? Có khắc khẩu, có hay cãi nhau không? Khắc khẩu cãi nhau thì ngày nào cũng cãi nhau, ngày đó ăn cơm vô. Khoảng 6 tháng đầu á, cãi nhau miết thôi. Tại vì như là chắc là cái khoảng thời gian yêu nhau nó ngắn quá đó. Cãi nhau đến mức mà phải là viết đơn xin ly dị, để trên đầu. Chỉ cần thấy là ký vô là đưa lên là quốc thôi. Dạ, thật sự luôn. Có cái thời điểm mà tụi em hay gây lộn như vậy là kéo dài trong bao lâu? Khoảng 6 tháng đầu luôn á chị. 6 tháng đầu đó. Dạ. Liên tục luôn á chị. Dạ. Trước khi sanh con luôn á hả? Hay dạ, sao? Trước khi sanh con. Dạ. Tại vì tụi em lấy nhau xong 9 tháng sau mới có đứa đầu tiên. Rồi sau khi sanh con còn cãi gì vẫn nữa? Cãi mà. À, sau khi sanh con vẫn còn cãi. Tại vì cãi mới ăn cơm ngon. Tức là trước khi sinh con thì còn có thể chấp nhận được, nhưng mà nếu mà sau khi sinh con rồi mà vẫn cãi như vậy thì em thấy làm sao? Đỉnh điểm là khi mà em sinh bé thứ hai. Mẹ chồng ở quê thì vô là nuôi phụ cho mấy ngày. Thì giữa hai mẹ con không có thống nhất với nhau, là tại vì mẹ thì chăm con theo cái cách truyền thống mẹ ở quê. Còn em thì nhất em nghe theo bác sĩ, em chăm theo con theo cách hiện đại của em. Thì cho nên là hai mẹ con không có đồng nhất với nhau về cái việc đó. Cho nên là có những cái câu mà em nói ra làm ảnh hưởng đến mẹ. Mẹ rất là buồn và mẹ khóc. Thì chồng cũng có về nói lại với em, thì em cũng thấy là mình sai. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó thì tâm lý cũng không có ổn định, tại sau sinh mà. Rồi đến một tháng sau đó thì là đám cưới của em chồng ở quê á, mẹ chồng mới kêu là cho con gái lớn của em về. Mà con gái lớn của em lúc đó thì chỉ mới có 15 tháng thôi. Thì em không đồng ý, tại là đi đâu cũng phải có ba mẹ, tại đúng con rồi. Nó còn nhỏ quá mà. Thì chồng cũng nhắn tin kêu là em thế này thế khác. Thì nói qua nói lại em bị lên máu sản hậu. Em thành ra là em bị trầm cảm. Em phải uống thuốc điều trị một thời gian. Lúc đó là em bé thứ nhì là mấy tháng? Em bé thứ nhị được khoảng 1 tháng mấy 2 tháng. Trời, mới 1 tháng mấy, em bé kia là 15 tháng à? À đúng rồi. Thì em bị trầm cảm. Nên là đối với em mọi chuyện nó như là cả thế giới quay lưng với mình vậy. Em rất là buồn luôn. Là tại sao mà chồng mình lại không hiểu mình như vậy? Thật sự là em cũng buồn, khó xử một bên vợ một bên mẹ. Nên em cũng rất là ức chế, bị nói chung là rất là nặng. Thời gian đó em lạnh nhạt, nói chung em đủ thứ. Nói chung em kiếm chuyện đủ thứ cuộc đời hết. Thế mà lúc đó là em kiếm chuyện với vợ là chủ yếu hay là kiếm chuyện với những người xung quanh? Nói chung là chỉ kiếm chuyện với vợ thôi. Nên là nhiều đêm vợ bị áp lực quá, chị không nói thì lên thì co giật rồi cũng rất là nặng. Rồi. Nói chung ba mẹ cũng khuyên rồi nhiều cũng nói. Cuối cùng thì em mới bớt đi. Nhưng mà em có biết lúc đó vợ em bị trầm cảm không? Dạ thật sự là em biết, em cũng không quan tâm nữa. Tại em thấy mẹ mình cũng buồn, thấy vậy nên em cũng không quan tâm mọi thứ hết. Em bỏ mặc kệ, không làm gì làm. Vậy hả? Thực sự là bây giờ tụi em đã vượt qua rồi. Dạ, đúng không? Bây giờ là em bé thứ nhì là bao nhiêu tháng? Em bé thứ nhì là gần 6 tháng rồi chị. Gần 6. Như vậy là chuyện xảy ra mới đây thôi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, cũng mới đây. Ồ, như vậy là bây giờ là em đã cảm thấy em hết hẳn cái trầm cảm đó chưa? Em nghĩ là chắc cũng còn tiềm tàng đâu đó trong người mình vẫn còn cái sự trầm cảm. Tại vì em á, nhiều khi là em cũng hay nghĩ theo cái hướng tiêu cực lắm. Em biết điều đó nữa. Ví dụ như chồng em mà có nhắn tin với cô nhân viên, có một cô nhân viên đó nhắn tin với chồng cách rất là nhõng nhẽo. Anh Trung, mới nay em mệt quá, em nghỉ nha, em này nọ. Chị thấy như vậy nè, rất là may á, là em đã vượt qua được cái giai đoạn đó. Và hôm nay á, tụi em đến đây thì là đúng là chị nghĩ nó là một cái duyên đó. Tại vì như vậy nè, theo cái cách nói chuyện của vợ em thì vợ em là một cô gái mà rất là hoạt bát, tức là sống hướng ngoại nhiều, chứ không phải là người hướng nội. Mà nếu như trong trường hợp vừa rồi, nếu vợ em là một người hướng nội á, là cái chuyện kinh khủng nó đã xảy ra rồi. Rất may mắn là vợ em á, vì là hướng ngoại như vậy cho nên cô dễ quên á. Giống như em cũng dễ quên. Xong em ngay đó rồi lại thôi, ngay đó là thôi liền. Thật sự là khi mà cái vụ đó nó bể ra rồi em mới thấy là mình là người vô trách nhiệm. Đúng, cái đó là tâm. Vừa rồi là em dở lắm á. Vừa rồi thật là em được dở. Bữa đó em nghĩ là một là cô ấy sẽ bị bệnh rất là nặng luôn. Hoặc là nằm một chỗ bỏ hai đứa con luôn. Nên em rất là lo. Nguy hiểm lắm á. Thực sự là như vậy nè. Với những cái khán giả truyền hình mà khi mà các bạn mà xem và chứng kiến cái câu chuyện của cặp vợ chồng này, thì các bạn phải rút ra được một cái điều là, nếu như mình ở trong cái trường hợp này á, là cái người đầu tiên trong việc này sáng suốt phải là người chồng. Tại sao hồi xưa là các cụ không nói vấn đề trầm cảm sau sinh nhiều? Là bởi vì cái phương tiện truyền thông nó không có nhiều để mà mình biết. Nhưng cái chuyện nó đã xảy ra từ rất lâu rồi.
hơn nữa thời điểm này á, khi cái người phụ nữ họ phải vừa làm công tác xã hội vừa làm việc gia đình á, thì cái việc trầm cảm sau sinh của họ còn kinh khủng hơn ngày xưa nhiều. Đó ha. Thì chị nghĩ như vậy nè. Cái quan điểm của vợ em trong trường hợp này chị rất đồng ý, có nghĩa là con em đi đâu phải có cha có mẹ. Con em còn quá nhỏ, 15 tháng nhỏ lắm em, mới có một tuổi mấy đúng không em? Cho nên làm gì làm ông bà có thương mấy đi chăng nữa thì thứ nhất sức khỏe ông bà yếu rồi, cho nên là chăm cháu mà thức đêm thức hôm với cháu, hay cháu bệnh hay là cháu quấy cháu khóc là rất nguy hiểm, vừa tốn sức khỏe ông bà vừa tốn sức khỏe của cháu, mà ở đây vợ em đâu có yên tâm, em cũng đâu có yên tâm được đúng không? Vợ lại mới sinh nữa, cho nên cái quan điểm của vợ em trong trường hợp này là đúng. Thì đáng lý ra trong thời điểm đó em phải là người khuyên mẹ chứ. Mẹ nói mẹ ơi ABCD về nữa. Đúng không? Đó thì đáng lý em phải là người làm việc đó. Tại vì em thấy vợ em nó hơi bị áp lực hai đứa con á, em đi làm ra ngoài á, nên ở nhà hai đứa nó làm cho có thể là nặng hơn, nên là em mới em sợ cái điều đó đúng không? Nhưng mà em phải nhớ rằng á, cái mệt sức á nó không kinh khủng bằng cái mệt não. Có nghĩa là chẳng thà vợ em nó cực chút xíu nó chăm, nhưng mà cái đầu của nó thảnh thơi. Chứ không bây giờ vừa chăm đứa này xong cứ nghĩ cái đứa nhỏ ở ngoài kia làm sao. Rồi đêm ngủ không được, rồi lỡ mà bà mà điện vô là con ho hay con sốt là còn chết nữa. Đúng không? Nhớ rút kinh nghiệm cái đó. Đó, cái thứ hai nữa là bây giờ em vẫn còn phải làm một việc là em phải nghiên cứu cái bệnh trầm cảm sau sinh. Tại vì chuyện xảy ra là mới đây thôi. Cho nên là hơn ai hết là chị nghĩ rằng em phải sát cánh bên vợ em. Và bây giờ em vẫn phải là người á giải thích với mẹ, với ba. Để chi? Để cho bà hiểu được cái chuyện xảy ra vào 4 tháng trước đây nó không phải là lỗi của vợ. Nó là những cái gì nó hoàn toàn về mặt sinh lý, về mặt bệnh lý. Chứ không phải là tâm vợ em muốn như vậy. Là em phải làm điều đó. Tuy nhiên á thì qua cái số này nếu như mà ba mẹ của em có xem á thì chị cũng xin chia sẻ một chút xíu là nên thông cảm cho cô con dâu của mình. Và thực sự là Vân rất chúc mừng á, là gia đình, tức là chúc mừng cô con dâu này đã vượt qua được cái thời điểm khó khăn đó. Chứ thực sự khi nghe Vân hết hồn luôn. Cái áp lực của em lúc đó là quá lớn, cái đó chị nói nghiêm túc luôn. Tại vì ít ra khi em bị cái khác thì bên cạnh còn chồng, nhưng mà ngay chồng em cũng đã nói là thời điểm đó anh cũng thông cảm được với em luôn. Thì mà em đã tự vượt qua được mà con thì lại còn quá nhỏ như vậy cả hai đứa, thì thực sự là em rất là bản lĩnh ha. Em cố gắng em giữ cái bản lĩnh đó để làm chỗ dựa cho hai đứa con của mình, đúng không? Và chị chắc chắn là sau cái chương trình này chồng em sẽ hiểu được vấn đề và chồng em sẽ sát cánh bên em ha. Và cũng nhân cơ hội này thì em có muốn nói lời gì với ba mẹ chồng không? Con cũng muốn nói với mẹ là trong lòng con cũng thương mẹ như là mẹ ruột của con, chứ bao giờ con nghĩ mẹ là mẹ chồng. Nhưng mà vì con không, con là một người không có khéo nói, lại hai mẹ con ở xa nhau như vậy thì cũng không có thời gian mà ngồi gọi nói chuyện với nhau nhiều. Chứ thật sự con không có muốn làm những cái gì cho mẹ buồn đâu. Con cũng biết là mẹ buồn con rất là nhiều. Con cũng qua chương trình này con cũng muốn gửi lời đến xin lỗi mẹ. Mong mẹ hiểu cho con và đừng có giận con. Nói chung là cùng qua chương trình này thì anh cũng đứng ra xin chia sẻ là có lỗi trong cái chuyện này, nên là hứa với mọi người, với hứa với gia đình là anh sẽ từ nay anh sẽ thay đổi để chăm sóc em với gia đình tốt hơn. Dạ, đứng lên ôm chồng của con, chồng hứa rồi đó. Ứng dụng NetLove sẽ chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Nếu như chúng ta muốn xem các chương trình Vợ Chồng Son và những chương trình về tình yêu và gia đình, chúng ta hãy đón xem trên ứng dụng NetLove. Thì bắt đầu lớn chuyện tội lỗi do em. Anh làm nhân sự mà, em không thích những người làm nhân sự. Xin quý vị dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ và chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. À, xin chào hai bạn. Chà, nhìn cái cà vạt màu đỏ là thấy là hôm nay sẽ là một cái câu chuyện rất là thú vị, rất là rôm rã. À, xin quý vị cho một tràng hoa tay đón chào cặp vợ chồng này. Rồi, xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Văn Thái, năm nay em 35 tuổi, làm công việc về nhân sự. Còn em? Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân cùng tất cả quý vị khán giả. Em tên là Phan Thị Vân Nguyên, hiện tại em 32 tuổi. Em đang làm về bên mảng đào tạo. Đào tạo? Dạ. Cái lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là như thế nào?
Dạ, lần đầu tiên gặp nhau tụi em thì cách đây là cũng khoảng 7 năm. Thì lúc đó em đang làm cán bộ coi thi. Còn vợ em thì là một cái thí sinh đi thi. Thì vợ em là cái người thi ca cuối cùng mà nhiều tội lắm. Dạ, tội thứ nhất là đi trễ. Người ta bắt đầu thi được đâu đó khoảng 20 phút rồi mình mới vào. Tội thứ hai là không đúng đồng phục quy định. Nghĩa là cái ngân hàng đó là họ có cái quy định về mặc đồng phục. Nhưng mà vợ em thì lại hôm bữa đó là đi tiếp khách hàng bên ngoài, cho nên là mặc áo vest với lại quần tây bình thường thôi, chứ không mặc đúng đồng phục của ngân hàng. Thì vào thì em cũng cho thi. Thi xong rồi mắc lên tội thứ ba nữa. Mà về sớm. Đi trễ mà về sớm. Dạ đúng rồi. Ủa nhưng mà nếu mà làm bài xong xuôi thì được quyền về sớm chưa? Dạ thì về sớm cũng được thôi anh, nhưng mà thấy có vẻ như là không có toàn tâm toàn ý lắm cho cái kỳ thi đó. Có nghĩa là ngay thời điểm đó bạn này tạo một cái ấn tượng không được tốt lắm. Dạ, đúng rồi, trong đôi mắt của chồng. Dạ. Thì đến khi mà đi xuống dưới để lấy xe đi về thì em cũng lại vô tình gặp lại bạn này. Thì mắc thêm cái tội nữa là tội coi thường người khác. Em hỏi rằng là em ơi, lúc nãy em thi có được không? Thì em đứng em nói chuyện vậy mà em bên đây nè, mà giờ em nhìn bên đây trả lời nè. Cái thái độ được lắm luôn á, thích lắm luôn. Dạ. Ủa, nhưng mà bốn cái ấn tượng luôn. Nhưng mà cái lúc đó là em không thèm để ý tới bạn này hay sao? Hay lúc đó hay là em đang nhìn về một cái gì đó? Dạ, theo như trí nhớ của em thì em nói là em có nhìn em trả lời mà chắc là còn, nhưng mà ảnh cứ một hai là em không nhìn, cho nên là thôi cuối cùng em cũng biết là em có nhìn hay không. Mà lúc đó em có ấn tượng gì với anh này không? Dạ không, tại vì thi với một tâm trạng được không được thôi. Dạ, cái thứ hai nữa là ảnh làm nhân sự mà em không thích những người làm nhân sự. Mấy người làm nhân sự ghê lắm. Dạ, cho nên em không thích. Cuối cùng thì cái kỳ thi đó em có đạt được kết quả không? Cái này thì bắt đầu là chuyện tội lỗi do em. Em là người đánh rớt vợ em. Cái bài của cổ là có đạt kết quả hay không? Kết quả thì cũng đạt á, nhưng mà lấy từ trên xuống thì cổ không đạt. Nhưng mà thêm có một cái nữa là tụi em có thêm cái nhận xét á về cái thái độ cũng như cái phong thái của mình. Tác phong là em thấy là bạn này rớt không được rồi. Rớt là rớt bốn cái điểm kia, đúng không? Rớt bốn cái điểm mà em như là đánh fail cổ. Dạ đúng rồi, em là người đánh rớt. Em ghim, sau này nói em mới ghim biết chứ trước em không biết. Đâu có biết. Đâu biết dạ, đúng không? Không biết gì hết, nói chung là sau đó khoảng 3-4 năm sau khi gặp lại là kể ra thì em mới biết, em nói trời anh không cho em mà gọi là con đường thăng tiến gì cả. Rồi xong cái sự cố nào mà 3 năm sau á là tụi em gặp lại nhau để rồi là kết nối, kết dính lại với nhau. Dạ, thì sau đó thì duyên số rung rủ thì em về công tác chung với đơn vị của bạn này. Và sếp sau thì em ngồi kế bạn này luôn. Thì cái khất để mà em chuyển đổi từ một cô gái em không có ấn tượng tốt á thành có ấn tượng tốt á là em quan sát những cái mà bạn này bạn chăm sóc cho cái cô bạn đồng nghiệp của bạn. Rồi những cái bữa mà cô tự tổ chức nấu ăn cho đơn vị mà cô đứng ra cô nhận cái nhiệm vụ là cổ nấu. Thì cổ nấu ăn ngon mà em thích ăn ngon. Sau đó em mới để ý. Sau đó em để ý em xem coi tính cách cổ làm sao, cư xử với mọi người như thế nào, cách cổ sắp xếp cái bàn làm việc của cổ, của tổ chức đời sống cổ như thế nào, là em quan sát đúng người làm tuyển dụng nhân sự. Thì sau đó cái em mới đặt ra một cái tình huống cho cổ. Thì cũng nhân một ngày thứ bảy tụi em đi làm vậy đó, thì em mới gài cổ với lại gài thêm cái chị sếp thời điểm đó vô nữa, để mới nói với cho bạn này ghi ra là những cái tiêu chí bạn này thích về người đàn ông của bạn này. Thì em là người cầm chấp bút em ghi cái bản luôn mà, để em cố gắng để em khai thác xem coi là cái quan niệm về hôn nhân, về cái hình mẫu người đàn ông bạn này kỳ vọng như thế nào, thì nó phù hợp với em không, và cái tương quan cuộc sống nó có phù hợp không. Thì khi mà em gọi em liệt kê ra đó, em nói ok cũng khác khỏi tay anh đâu. Tức là khi mà em đã biết cái quan điểm của cô này rồi thì em cảm thấy đúng là người của em rồi đúng không? Dạ. Thì khi đó thấy mình trong đó. Dạ đúng rồi. Thì lúc đó bắt đầu em mới tạo ra những cái tình huống thôi. Ví dụ như tối em rủ đi uống cà phê rồi đi dạo Sài Gòn đêm. Rồi bạn này cũng thích nghe nhạc, người thích khiêu vũ mà. Thì em cũng rủ đi hai hàng cà phê, cũng ngồi chơi dưới dưới nến rồi nghe nhạc rồi tôi em là người điện sự. Sao mà không chết chứ vậy? Em là người điện. Sao mà không chết được? Mình trưởng thành rồi mình hại nhau chứ sao lại không? Bảo là em là người hại được. Ừ, rồi cái quan điểm của em về cái chuyện mà lập gia đình á nó như thế nào? Tức là nó có căn cơ, nó có phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia như trong cái óc tưởng tượng của em không? Hay là kệ, cứ cưới rồi muốn tới đâu tới? Dạ thì quan điểm của em luôn á, thì người đàn ông đó thứ nhất là cao hơn em một cái đầu, kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Rồi đúng luôn. Rồi sao nữa? Dạ. Cái thứ hai nữa là em có hay nói với chồng em, người đàn ông mà em muốn lấy làm chồng sau này á, đừng bao giờ nói với em rằng là anh về muộn bởi vì anh phải đi làm để kiếm tiền, để thế này để thế kia. Em không cần chồng em là phải chức vụ cao sang, là giỏi giang hay là như thế nào cả, mà chỉ cần làm sao là cứ như biết đủ là vừa. Nhưng mà cái đó nó có giống như là cái sự giao kèo của tụi em trước khi lấy nhau không?
Thực ra em thì có bộc lộ với nhau trước khi đó cưới không? Dạ, tụi em nói hết tất cả những quan điểm của mình, suy nghĩ như sao. Nói chung là nói tần tật mọi thứ. Chia sẻ nhiều khi giống như là ảnh đi ngoài đường xanh khoác vai em, xong em nói ủa sao anh khoác vai em giống như cái thằng đàn ông vậy. Tụi em rất là thẳng thắn với nhau. Như là tụi em có những buổi tụi em nói thẳng với nhau nghe những câu chuyện là quá khứ như thế nào, quan điểm là làm sao, cuộc sống thì chúng ta cần điều gì. Và bây giờ cũng như vậy luôn. Dạ, dạ đúng rồi. Ừ. Có em bé chưa? Dạ 18 tháng. 18 tháng đúng không? Sau khi có em bé rồi cũng vẫn là như vậy. Dạ đúng rồi. Nó tên, chị biết nó tên ở nhà là tên là Cà Phê á. Dạ, em đặt tên hai đứa đi cà phê hoài. Dạ, đúng rồi. Bởi vì chính xác là qua những cái buổi tụi em uống cà phê thì tụi em mới tìm thấy nhau và tụi em rõ hơn về cuộc sống là cần có nhau. Dạ. Rồi trong lúc mà vợ em có bầu, rồi vợ em sanh con á, thì em có ở sát bên cạnh vợ. Cái này thôi chị hỏi vợ em. Có không em? Có gì cảm giác? Dạ, dạ. À, lúc mà em có bầu thực sự rằng là ảnh tâm lý. Em cứ nhớ mãi cái hôm mà em bắt đầu em có dấu hiệu có baby á, nhưng mà em không nghĩ là mình có baby, nhưng mà ảnh là người nói có bầu á. Cái xong rồi em đi mua que thử, mẹ mua lần 3 que để trừ hao. Xong rồi em vô em thử xong cái đi ra, người ta khi mà nói như lần đầu được làm mẹ ta sẽ hét toáng lên vui mừng. Em thử xong từ nhà vệ sinh em ra em đi khép nếp vô em im không nói gì hết. Xong ảnh nói sao, anh nói đúng rồi đúng không, là như vậy. Tức là ảnh rất là tinh tế trong cái chuyện đó. Xong rồi trong khoảng thời gian em mang bầu thực tối nào luôn ảnh cũng bóp chân cho em. Cho nên là lúc mà em mang thai cà phê là em không có bị đau chân hay là nhức mỏi hay là mà bị em rất hạnh phúc đúng không? Em không bao giờ cảm giác bị cô đơn, bị tủi thân hay bị chạnh lòng vì chồng không có để tâm tới mình. Đúng không? Rồi lúc sanh thì sao? Em đưa vợ em đi sanh. Dạ đúng rồi. Em có chứng kiến vợ em sanh không? Dạ em không có chứng kiến, em ở ngoài vậy. Ở ngoài nhưng mà sau khi sanh xong rồi em có chứng kiến vợ em chăm con, vợ em cực khổ như thế nào, em có chứng kiến hết không? Dạ cái này tụi em nghĩ thôi để vợ em kể tiếp. Cho nó khách quan. Nhưng thôi em nói thì đâu có gì đâu khách quan. Dạ, lúc mà em chuẩn bị đi sanh đó là vì em là quan điểm của em là em muốn sanh thường. Em có nói chồng em là thôi mình sinh từ vũ nên là anh đăng ký vô sinh gia đình đi. Chồng em nói thôi bỏ, tại vì chồng em sợ thấy máu là sợ. Cho nên là nhưng mà cũng trộm vía là em sinh cũng rất là nhanh và không có đau nhiều. Mà chị muốn hỏi là sau khi vợ sanh rồi á, em có trực tiếp chăm sóc em bé hay không? Dạ có chị. Thì em thấy sao? Ví dụ như là tối hôm qua em thức với nó từ 10 giờ cho đến 4 rưỡi sáng. Em có cảm thấy muốn có con nữa không? Không, cái này các em cũng nói thiệt luôn. Các em với vợ em hồi xưa á là tụi em hay nói vui với nhau á. Giờ mình có cà phê rồi. Bữa nào mình kiếm cà phê sữa đá đi. Mình kiếm cà phê sữa đá xong mình kiếm thêm tô mì gói nữa. Tại vì những đủ bộ. Đó, mới đủ bộ. Dạ. Nhưng mà sau cái đợt cà phê ra đời thật ra thì còn cháu cũng may mắn là cháu cũng khỏe mạnh. Và vợ em sanh thì cũng rất là dễ. Nhưng mà cái khoảng khắc á mà em chờ ở cái phòng chờ ở Từ Vũ em ngồi em coi từng cái bảng nhảy lên là thai phụ này lưu thai gì đó, đối với em là một cái trải nghiệm mà em thật sự em không muốn vợ em trải qua lần thứ hai. Mà cái vấn đề nữa là vợ em sau khi sinh xong á chị, thật sự là có những cái về khớp đầu gối nè. Tại giờ thi thoảng em vẫn đang bóp chân như vợ em những cái những cái chuyện như vậy. Thì đau khớp đầu gối rồi như là cái thể trạng của vợ em á nó xuống hẳn so với lại trước khi sinh. Rồi răng thì cũng không còn được như trước nữa. Thì cái này là cái mà em nghĩ là muốn con thì cũng muốn á. Tại vợ em ngày xưa từng nói với em cũng muốn sinh ít nhất là 3 đứa. Em nói ok, nhà đông con cũng tốt. Quan trọng thì có điều kiện và có khả năng để nuôi thôi. Ví dụ vậy. Nhưng bây giờ thì em muốn. Nhưng mà bây giờ là chắc cà phê đủ rồi chị. Uống cà phê nha. Không nghĩ là sẽ có thêm nữa hả? Tại vì em thấy thương vợ quá đúng không? Dạ. Em thấy tội cho vợ quá. Tại vì em thấy thật sự mà nói á, là con cái quan trọng không phải ít hay nhiều. Mà vấn đề là mình chăm sóc và mình nuôi cháu sau này nó trưởng thành và đóng góp cho cuộc sống như thế nào. Cái thứ hai nó sống lên người được rồi. Mà có nghĩ là nó một mình nó cô đơn không? Dạ, em có một mà. Em có một mà. Thật ra em biết sao không? Chị cảm giác như vậy nè. Cái cách của các bạn là nó lại nửa Việt Nam mà nó lại nửa nước ngoài. Thì tôi thấy là cái cách sống của hai bạn rất là hay. Đúng. Và nếu những bạn trẻ nào mà mình chuẩn bị lấy nhau á, mình nên tham khảo ở cái cặp này. Đó, chính vì vậy mà nãy giờ chị muốn hỏi tới là vì lý do như vậy. Đó, thì rất cảm ơn hai em. Bởi vì chị nghĩ rằng chắc là cuộc sống của em sẽ rất là hạnh phúc. Và tụi em sẽ không có cái chuyện mà đi đến cái xung đột mà đến cái mức mà con cái nó phải mệt mỏi vì mình, tự bản thân mình sẽ mệt mỏi vì nhau. Giỡn là không, cái đó, điều đó chị chắc chắn. Bởi vì họ đã giao ước, họ đã tìm hiểu nhau tận cùng rồi về tất cả mọi thứ. Đó thì thôi, giờ đó là chị cảm ơn trước rồi, bây giờ mình chuyển qua cái khác nữa nè. Sau khi lấy nhau, sau khi cưới rồi đã ngồi nói chuyện với nhau hết rồi thì chắc chắn là đã quá hiểu về nhau rồi. Cho nên là có tật xấu gì hả? Dạ có chứ, ai mà không có tật xấu. Dạ tật xấu vợ em là nói chuyện cái gì cũng vậy không chị, là phải có mở bài, thân bài, kết luận. Mà em á, em thích cái gì đi thẳng vấn đề. Giờ muốn A nói A đi,
Mà vợ em phải cho vợ em trình bày. Không cho vợ em trình bày là không được. Vô thẳng trung tâm. Còn cái gì xấu nữa không? Dạ em đối với em á chị. Có nhiều thì, em không dám nói vợ em 100 điểm. Nhưng mà em rất là hài lòng với cuộc hôn nhân này. Rất là hài lòng với người, người vợ của em. Với người vợ này. Có nghĩa là vợ em chỉ một cái chút xíu là còn, hơi diễn giải nhiều thôi. Còn những cái điểm khác của vợ em á thì thật ra là em nghĩ cuộc sống của tụi em, như tụi em nói chuyện với nhau ban đầu á, có những cái tụi em chưa khớp với nhau thì tụi em sẽ tìm cách để mà dung hòa. Tại vì tụi em thật ra bản chất á, cá tính em cũng mạnh. Mà cá tính vợ em cũng chẳng vừa gì. Chính vì như thế cho nên là tụi em có một cái điểm dừng kỹ thuật. Khi mà tụi em trao đổi với nhau bất cứ vấn đề gì, chỉ cần hai đứa nhìn đối diện nhau mà thấy bên nào á mà có vẻ như là đi chuẩn bị vượt cái ngưỡng về mặt cảm xúc á là bên kia điều tiết lại. Điều tiết lại liền. Dạ, đúng. Thế rồi. Còn mình ông xã em thì có thật xấu gì? Dạ ngoài trừ những cái tốt ra thì nhiều lắm. Dạ. Trả lời luôn á. Em nói đùa vậy thôi chứ thật ra đến thời điểm này chồng em là một người tinh tế và ảnh là người sống hướng về gia đình, đó là điều em cần nhất. Dạ. Nhưng mà hút thuốc lá. Mê game. Ảnh mê công việc quá. Thực ra cái đó là điều tốt. Nhưng mà nhiều khi em cứ hay nói vui à, một ngày 24 tiếng á, mà nhiều khi em với anh gặp nhau á, nói chuyện không được nhiều. Thì cho nên là những cái điểm mà em mong muốn chồng em gọi là, thực ra cái này không phải lên đây em mới nói, mà em nói hoài ngày nào em cũng nói. Nói chung là nói tóm lại là giờ em muốn chồng em sao đó chị. Nó mong muốn thay đổi luôn đó. Bây giờ vô trung tâm. Dạ. Vô trung tâm liền luôn nè. Bớt hút thuốc, bớt mê game và vô toilet nhanh tí. Vô trong toilet chơi game đó, phải không? Vô trong đó lén vợ chơi game đó. Dạ không, tại vì phải em lén nữa, cái đó là em công khai mà. Hay là vừa hút thuốc vừa chơi game? Anh biết. Dạ, hồi đúng xưa rồi đó. Hồi xưa mà em còn quen là bạn á, em nói hẳn luôn mà, em kể luôn cả cái chuyện mà hồi xưa mẹ em từng nói với em á, thôi mốt khi nào xây con kệ sách á, bỏ ở trong nhà vệ sinh luôn, con chồng ngồi đọc. Quan điểm của em á, đó là cái khoảng thời gian để em tỉnh lại. Và em dùng cái khoảng thời gian đó để mà em suy nghĩ lại một cái ngày vừa qua đã trải qua những cái gì. Mình gặp rất là nhiều những cặp vợ chồng mà họ có những cái quan điểm sống rất là thú vị. Thực sự là tụi chị tiếp xúc rất là nhiều rồi. Nhưng mà vợ chồng tụi em là một trong những cặp vợ chồng mà gần như nó là một cái cặp vợ chồng mẫu á, để mà các bạn trẻ có thể tham khảo cái cách sống của hai bạn này. Tức là Tây thì không phải là Tây hẳn, nhưng mà ta thì cũng không phải là ta hẳn. Các bạn biết mix lại á, tổng hợp lại hai cái cách sống như vậy để mà điều tiết cái cuộc sống của gia đình mình nó hoàn hảo nhất. Thì chị thấy là cái điều đó nó quá tốt rồi. Tụi chị khuyên thì là không còn gì để khuyên tụi em nữa. Mà chị biết là chúc hai em á, là cứ giữ vững được cái hạnh phúc như thế này mãi mãi. Và mong rằng khi tụi em giáo dục con của mình á, các con nó cũng sẽ lĩnh hội được cái cách sống của tụi em. Bởi vì chị thấy là vợ chồng tụi em có một cuộc sống gia đình rất là văn minh, mà tụi chị rất là thích cái điều đó. Ha Bin ha, em công nhận không? Đó, ngay cả cái chuyện mà em không muốn cho vợ em có thêm đứa con nữa là bởi vì ảnh hưởng sức khỏe và cái sự mà cực khổ của vợ em, chị cũng rất là thích luôn. Cho nên là thôi, chả biết nói gì hơn là chúc tụi em hạnh phúc thôi. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Chữ nghe đã. Nghe đã đúng không? Ủa sau này lấy nhau về rồi bác có chửi thường xuyên không? Dạ chửi chứ, nghe những cái sướng tai. Vì lúc phải chọc cho vợ chửi á, nghe nó vui. Tại vì ở nhà mà đôi khi mà nó im ắng quá, nó buồn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ tiếp một cặp vợ chồng để xem họ mang đến những câu chuyện thú vị gì đây. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Rồi, chào hai em. Chào chị Hồng Vân và anh Thuận và khán giả. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Dương. Em làm nhân viên kinh doanh. Hôm nay em 33 tuổi. Thế còn em, cô dâu màu tím. Dạ, em tên là Phù Kim Thúy. Em năm nay 30 tuổi, là nhân viên văn phòng. 30 tuổi. Bạn này là 32. Dạ. Thế hai bạn thì lần đầu tiên gặp nhau như thế nào? Bạn thân của em á, thì một cô thì đã vừa mới cưới chồng và một cô thì chuẩn bị cưới chồng. Em thì vẫn còn ở không. Thì hai đứa nó mới nói là sao mày không chịu quen ai đi, sao mày kén chọn quá. Em mới nói là có kén chọn gì đâu, cô dâu đã chuẩn bị sẵn rồi mà chưa có chú rể thôi. Thì nó mới nói là nếu vậy thôi để tao tìm chú rể cho mày. Thì em mới nói là thì mày cứ tìm đi, được thì cưới luôn chứ không có quen lâu nữa. Cái nó mới nói là thôi được rồi, để nó về nó kiếm. Thì qua mấy bữa sau nó mới nhắn tin cho em, có anh này mới vô công ty, hơi lớn tuổi rồi, chắc cũng đâu sinh năm 79-80 gì đó. Em mới nói là cả tuổi tác không thành vấn đề, nói chung là hợp nhau thì quen thôi. Lúc đó mới hẹn nhau ra uống cà phê để giới thiệu. Thì lúc ra uống cà phê á, thì em ngồi em chờ một tiếng đồng hồ chưa thấy mặt. Bắt đầu em nổi điên, em chửi, em rủa trong bụng. Em mới nói là con trai gì đâu mà chảnh chẹ, tác phong lề mề. Dạ đúng rồi.
hẹn bạn gái ra uống cà phê mà lần đầu tiên gặp mặt nữa mà cho bạn gái chờ đợi như vậy em không có thích rồi đó. Nhưng mà nghĩ là đồng nghiệp của bản thân mình cho nên là thôi gặp cho vui. Tới chừng mà bạn một tiếng em... sau tới. Đúng rồi, nhưng mà một tiếng sau tới là tại bạn em nó tới, còn anh này là anh tới cũng trước đó một tiếng rồi, nhưng mà hai đứa không biết mới gặp nhau. À, kể một câu chuyện rất là dài. Người ta mà kể chứ đúng rồi. Kể một câu chuyện rất dài. Tôi tưởng là anh này em xuất hiện một tiếng sau này em xuất hiện mà lộn guốc con quánh rồi. Ai về hai người là cái câu chuyện nó đơn giản lắm, giống như hai người. Dạ đúng nhau, rồi, nhưng mà mặt nhau, cái người này ngồi kế bên Lương à, kế bên này, cuối cùng lỗi của người. Bà Mai. Đúng rồi, đó là này. Hai người không biết mặt nhau. Đó. Nhưng mà rồi sao lúc mà gặp nhau thì thích liền không? Dạ không. Không hả? Chờ một tiếng đồng hồ mà gặp nhau là không thích liền luôn. Dạ đúng rồi, không hết, tại không ấn tượng gì hết trơn rồi gì. Không ấn tượng gì luôn hả? Dạ. Tại vì gặp nhau lần đầu tiên là bị chửi xối xả rồi. Xong rồi ấn tượng nổi. Bạn này á thì bị chửi quá anh không ấn tượng, nhưng mà em có ấn tượng không? Dạ không, tại vì trong bụng đang rất là bực mình cho nên là cũng không có ấn tượng gì hết á. Nhưng mà hai người đã không có ấn tượng tốt gì về nhau, cuối cùng cũng đâm đầu vô yêu lại dính. Em cũng biết tại lý do tại sao nữa mà em đi xin số điện thoại chị. Em nhắn là cái lúc đó là xin số điện thoại luôn. Dạ không, em về nhà rồi một hai ngày sau mới xin. À xin bà Mai. Dạ đúng rồi. Nhớ lại cái lúc cái miệng nó chửi có duyên quá đó. Không chửi, chửi nghe đã quá. Cái miệng bạn này có duyên lắm nè. Chửi nghe đã. Nghe đã đúng không? Có duyên. Ủa sau này lấy nhau về rồi bạn có chửi thường xuyên không? Dạ chửi chứ, nghe những cái sướng sướng tai. Những lúc phải chọc cho vợ chửi á, nghe nó vui. Tại vì ở nhà mà đôi khi mà nó im ắng quá, nó buồn. Dạ yeah, thôi thôi chút nữa. Ví dụ mà nghe chọc cho vợ chửi nè, với anh em mình không hợp nhau rồi. Rồi, bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Khoảng 3 tháng. Coi như là quyết định là 3 tháng sau là quyết định quen nhau. Dạ, rồi quen rồi. Bao lâu thì mới là cưới? 3 năm. Trong 3 năm đó là có bao nhiêu sóng gió? Sóng gió thì không có nhiều anh. Em chỉ có cái em mê đá banh đồ này nọ. Chia tay người yêu cũ cũng gì đá banh. Ồ, dạ, đúng sao? Tại vì người yêu cũ đá trong đội tuyển nữ hả? Không có, ảnh dạ. Mê đá banh quá, ảnh quên. Dạ không, tại vì em đi đá banh cái đủ em đi chơi em không đi. À. Bực quá chửi em nói thôi về chia tay đi. À, thôi chuyện này đi. Nhưng mà rồi em có bị tình trạng vậy không? Dạ không. Nói chung là ảnh rút kinh nghiệm đợt 1 rồi. À. Cho nên bớt lại xíu. Dạ. Bây giờ tụi em cưới nhau được bao lâu rồi? À, được hơn 1.5 năm. Có em bé chưa? Dạ bé được 7 tháng rồi. À. Là vậy? Em ở bên chồng hay là ở bên em? Dạ, thời gian đầu tụi em ở bên vợ rồi bây giờ tụi em ở riêng ra. À, ở riêng đúng không? Ôi hả? Lúc mà mới lấy nhau á là ở chung với bên nhà vợ. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ là sống riêng rồi. Dạ. Thời gian ở sống chung nhà vợ được coi như lâu không? Lúc vợ em có bầu 6 tháng là tụi em dọn ra riêng. Tức là chỉ ở lúc mà từ lúc cưới cho đến lúc 6 tháng thôi. Ừ. Và trong thời gian 6 tháng đó thì có hòa hợp không? Lúc mà em sống ở bên gia đình vợ thì em sống cũng bình thường, chứ nói chung là mẹ vợ em rất là đứa rất là thương con cái, cho nên mọi thứ là mẹ vợ em lo hết. Ừ. Mà mẹ vợ em có thương em hơn vợ không? Có nhiều cặp vợ chồng vui lắm, mẹ vợ đứng về phe con rể. Đúng rồi. Chung là em thấy mẹ vợ em hết thương con cái lắm. Ừ. Mọi thứ đã lo hết rồi. Đúng rồi. Không, nhưng mà tỷ dụ gì nè, cái lúc mà em ở nhà mẹ vợ á, nhiều khi hai chồng cái lộn phải ghét á. Yeah. Rồi em có biểu hiện ra luôn cho mẹ vợ thấy không, hay là em phải giả bộ em ăn gì chưa? Có đó, em cái trường hợp đó. Có trường hợp đâu thì đúng rồi, hai chồng em nói chuyện là có gậy nhau giận nhau ở nhà không ai biết trơn á. À. Về phòng thì mới đường ai nấy đi thôi. Có nghĩa xuống ăn cơm là nắm tay dung dăng dung dẻ. Dạ, à, vừa ăn thường. Xong bước về phòng cái là đường ai nấy đi. Có gì không? Cũng không đến mức độ đó, nhưng mà nói chung là... Nhưng mà anh hỏi nè, có chiến tranh lạnh không? Dạ có, em là được thường xuyên chiến tranh lạnh. Cái thời gian chiến tranh lạnh là nó dài không? Dạ dài nhất là khoảng tuần. Cái thời điểm mà dài nhất đó là lúc mới cưới về. Em có bầu, báo với ảnh là anh ơi em có bầu. Anh ơi, sợ. Như kỳ cha nội. Dạ không, tại có cái lý do. Giờ em mới thử tuần trước thì không có. Nói tuần này thử có thì em tưởng đâu giỡn, tại vì đã thử qua rồi. Ơi dạ. Cô xào. Dạ em nói một xào. Một chữ một thôi. Ê, xào. Rồi xào. Em giống rồi, như xào. Là bị tạt cái lạnh như mặt vậy đó rồi, cho giận. Nên là em lúc đó em giận nhưng mà em cũng nói lại. Ừ đúng rồi, vậy chắc tôi có bầu với thằng khác. Có lẽ nữa dạ. Quá. Dạ. Dạ. Cho nên là ông này ông giận ngược lại em. Rồi. Thế là hai đứa không nói chuyện với nhau luôn, là chiến tranh lạnh khoảng một tuần. Ê cái chiến tranh lạnh của em là như thế nào? Không có nói chuyện với nhau nhưng mà giống như trước mặt người lớn là ngọt ngào. Nhưng mà để chị hỏi cho. Rồi lúc mà còn hai đứa ở trong phòng thôi thì mạnh thằng nào thằng đó ngủ hả? Hay dạ, đúng. Dạ đúng rồi, lắm lắm lắm. Đứa nào đứa đó ôm điện thoại chơi vậy đó. Thì luôn á hả? Dạ. Thấy không, em thì không sao mà ông này. Dạ thì ngủ em ôm cái ôm không à. Nhưng mà có hiệu không? Nhưng mà sâu qua thời gian á thì
mình vợ mình nói thì nói, nhưng mà mình thương thì mình vẫn thương. Cho nên là em vẫn chủ động em nói trước chuyện trước. Là em là cái người quầy trước, là em khều trước đó phải không? Thì đúng rồi. Chứ chịu gì nổi ông nội, chứ lạnh, trời chứ lạnh ngắt mà sao được. Ông làm bộ ông lấy lý do tại vợ mình thương. Thật sự tại chịu không nổi. Lạnh là phụ nữ tụi tôi là cả năm hai năm cũng được, mà đàn ông là chừng một ngày hai ngày là khều đúng không? Có anh không biết, anh? Bữa pin tâm sự với chị mới biết. Cái bà này mới giật mặt anh hoài đó. Rồi bây giờ nè, hỏi nè, cưới nhau về rồi ở chung nhà như vậy đó, thì cái tật xấu của anh ấy là cái gì? Anh có một cái tật là không phải là tật nữa mà giống như cái tính cả nể, cho nên đôi khi ôm đờm hết tất cả những cái thiệt thòi vô mình. Tức là đối với người ngoài hay là đối với người trong gia đình? Đối với người trong gia đình hay đối với bạn bè, đồng nghiệp gì cũng vậy. Đều như nói vậy. Chung là cái tính cả nể của anh rất là lớn, ai nhờ gì anh cũng làm hết trơn á. Không, xin số điện thoại đi. Không có biết từ chối ai hết. Ừ, nói chung là cái con gì? Người không biết từ chối, nhờ từ cái chối. Gì là làm liền. Ủa, anh đáng nói anh nhờ kinh doanh không? Để giúp anh nhờ giờ mấy chuyện nghe. Rồi có một cái tính cả nể thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi còn em? Vợ em thì không có gì để em chơi hết trơn á. Chỉ có cái là hay giận thôi. Giận thì không nói chuyện. Mà đôi khi có những cái giận em không biết lý do tại sao giận. Tức là hay giận hờn đúng không? Đối với ảnh là đôi khi em giận vô lý, nhưng mà mình phải có lý mình mới giận. Giận vu vơ. Dạ đúng vơ. Rồi vậy giờ em muốn vợ em thay đổi chuyện đó không? Em cũng không biết có nên thay đổi hay không nữa. Tại vì vợ em nói là có lý. Tại vì mỗi người có cái cảm nhận riêng, cũng như em đi đá banh thì em nói là 4 giờ em về, anh về. Mà đôi khi cái sân banh thì mình đá hay là cái thời gian di chuyển nữa nó không nói được. Cái 5 giờ mới về. Là cũng giận. Rồi. Có nghĩa là bớt giận hờn vu vơ đi. Còn nếu như em không muốn chồng em hiểu là vu vơ thì em phải nói thật. Thẳng lý do tại đó. Sao em giận. Còn em muốn chồng thay đổi gì nè? Thì em chỉ muốn ảnh là phải học cái nghệ thuật từ chối. Nghĩa là đừng có quá cả nể rồi ôm thiệt vô mình rồi. Là em chỉ muốn như vậy thôi. Thực ra là tụi em là một cặp gọi là quá là hoàn hảo rồi. Những cái điều mà vợ em muốn em thay đổi chỉ là để tốt cho em thôi. Em đừng có bỏ cái tính cả nể đó. Nhưng mà em phải biết dừng lại. Chọn lọc. Chọn lọc và ở cái thời điểm nào á là tốt nhất. Đó, còn vợ á thì cái việc mà vợ hay giận hờn này kia cái nọ đó đúng không? Thì nếu mà vợ đã nói như vậy rồi thì đâu phải vu vơ nữa, mà nó phải có lý do chứ. Cho nên là không biết nói gì hơn là chúc tụi em hạnh phúc. Hạnh phúc. Ok. Cảm ơn.